Chúa theo Thánh Luca, chương 19, câu 45 đến câu 48. Đức Giêsu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: đã có lời chép rằng nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp. Hằng ngày người giảng dạy trong đền thờ, các thượng tế và kinh sư tìm cách giết người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê người. Quý vị và các bạn thân mến, sống trong thế giới văn minh hiện đại, người ta đi tìm những nơi nghỉ ngơi du lịch và các trung tâm thương mại giải trí hơn là đến các nơi thờ phượng. Ở các nước văn minh, nhiều nhà thờ không còn người đến tham dự thánh lễ. Họ đã chuyển những nơi đó thành các di tích lịch sử hay văn hóa để kinh doanh du lịch. Hôm nay, Chúa Giêsu vào đền thờ thanh tẩy việc buôn bán và đổi trác tiền bạc. Người khẳng định, nhà ta là nhà cầu nguyện. Chúng ta có dịp nhìn lại đời sống cầu nguyện của mình trong sinh hoạt hàng ngày, đồng thời cũng nhìn vào đền thờ tâm hồn đã xứng đáng để Chúa Thánh Thần ngự trị. Chúng ta biết, theo các tôn giáo nói chung, đền thờ là nơi thánh, là chốn thần linh hiện diện, là nơi con người có thể giao tiếp với thế giới thần linh. Trong Do Thái giáo, đền thờ Jerusalem là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa giữa loài người. Hôm nay, chúng ta thấy một Đức Giêsu không như những ngày khác. Người đã phải nổi giận khi thấy nhà cha trở thành nơi buôn bán, đổi trác, ồn ào, ô uế, không còn thực sự là nơi cầu nguyện, nơi dân Chúa tụ họp để lắng nghe và chia sẻ lời Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu có lý do và có quyền để lập lại trật tự cho nơi thánh này. Theo Thánh Phaolô, chúng ta cũng là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu cũng muốn ngự trị nơi mỗi tâm hồn chúng ta. Vậy, người sẽ tỏ thái độ nào nếu thấy tâm hồn chúng ta, những đền thờ của người, bị nhơ bẩn bởi những bám víu vật chất và mọi thứ rác rưởi, ồn ào của thế gian đổ vào hàng ngày? Chúng ta đang sống trong một xã hội cũng đầy giả dối, ồn ào và đua tranh. Các cha mẹ có dám bắt chước Chúa Giêsu nói với con cái: nhà chúng ta là nhà cầu nguyện? Hay con cái nói với cha mẹ: nhà chúng ta là nhà cầu nguyện? Thật không phải dễ, nhưng nếu cha mẹ gác lại những câu chuyện làm ăn, những cuộc vui chơi bên ngoài, những hàng hóa online, khuyến mại, và dành 10 phút cuối ngày cùng nhau cầu nguyện, thì chắc chắn Chúa sẽ ở giữa gia đình. Lạy Chúa Giêsu, xin thương ngự giữa gia đình và trong mỗi tâm hồn chúng con. Xin thanh tẩy những tội lỗi bất trung của chúng con mỗi ngày, để chúng con bớt bất xứng hơn mà đón Chúa ngự trị trong gia đình và trong mỗi người chúng con. Amen.